Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay dọn kiển đẹp hút hồn trong một cái dàn áo đen trắng hiền thoại. Nhìn qua cái con xe độ hôm nay không khóa cách nhiều khi so với thùng bản. Nhưng cái chiếc quay có đến từ bạn là Tâm ở dưới đây lại xuống cho mình cái dàn đồ chơi vô cùng ấn tượng và giúp chiếc xe có nhiều cái hiệu năng tốt hơn. Phần đầu chiếc xe được chia làm hai với những điểm nhấn như cái Rainbow Asset ở bên mình dậu rời để kiểm soát hành trình phanh trước chiếc xe tốt hơn. Vì kích thước hơi to nên người chủ buộc khoét nhiệt một phần bờ nhiều bóng. Bên cạnh đó là cụm ca sim được đưa ra bên ngoài tí xíu, không ảnh hưởng đến cái kích thước và cái thắng. Còn đây chính là cái cụm công tắc đồng hồ đồ chơi thay thế cho cái cụm sim để liên lạc và đẹp hơn phần cái đồng. Cộng thêm nhiều nút bấm cho phép người chủ có nhiều chức năng khác nhau. Cái phần đầu bò ngoài phục chế hoàn toàn ở bên trong, người thợ còn lắp thêm một cái bộ nắp lọc máy, cái nắp đầu bò CC để tăng những độ hầm hổ, góc cạnh hơn cho con xe độ, hoặc còn tăng gì đó có tính tản nhiệt tốt hơn. Đi kèm đó là phần có bộ titan, cùng với một cái bầu hơi được tạo hình rất là tinh tế, mang mức giá hơn một cũ. Nhìn xuống cái phần dàn chân trước, chúng ta thấy ngay ở dầu heo bấm đầu, kết hợp rất là tinh tế với nhau. Bên cạnh là con heo phanh đông 2 bit, mức giá bán Việt Nam hơn hai cũ, phối hợp cùng các bác CC để bắt vào một trước dễ dàng thẩm mỹ nhất. Ở dụng cho mình đĩa thắng cho vợ được bắt vào cái đùm thông qua vài nhóc tán chỉ đắp bên từ. Còn đây là cặp phục Harley tích hợp chế độ tăng chỉnh ngay cái chân phục với chiều cao là 310, phù hợp với nhiều dòng xe khác nhau như Dream, Future và Way. Vespa Supreme dọn kiển làm mờ mắt người xem với cái bản nâng cấp khủng. Với loạt phụ tùng đồ chơi chính hãng cùng với cái dàn áo xanh xi măng dịu mắt làm cho cái chiếc Vespa Supreme hôm nay trông đẹp hơn rất nhiều trong mắt anh em chơi xe. Ước tính sơ sơ bản độ này thôi cũng đã lấy đi người chủ hơn 40 cũ. Một cụm thắng thì đến từ Rainbow của Ý, mức giá hơn 5 triệu tài. Ngoại hình là bằng cái liệu nhôm đúc hàng bằng mới, được rất nhiều cái dòng xe từ không đến phần cơ lớn rất ưa chuộng. Bên ngoài còn có cụm tăng đồ nồng tiền để cút ngắn hành trình cho xe bạn nhanh hơn. Phía sau tay lái còn có thêm trợ lực Matrix kẹp cổ hành trình đạt 70m, đi cùng 16 chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát phần đầu được cực tốt. Món đồ chơi này được chế thêm nên bắt buộc phải cắt khoét dàn áo rất nhiều. Với những cái bàn tay khéo léo, người thợ đã cho thấy những cái đường cắt rất tinh tế, không bị thừa, kiên thẩm mỹ hơn. Cái dàn chân trước chúng ta thấy ngay cái phục của Racing Post. Barfosca, cái dòng sản phẩm đó là phục khí nén, không có dùng bình dầu ở bên trong như các dòng phẩm khác. Bên cạnh đó ta còn thấy thêm việc người chủ đã đi cái con heo dựng bản thay vào cái dòng là Rainbow Bliss 2 bit đối xứng cực kỳ mắt mắt. Cái dàn chân sau ở dụng cho mình heo dọc Rainbow Bliss đi cùng cho dầu heo được bấm đầu tần nhàn theo phần ốc lót máy rất ấn tượng gọn gàng. Nếu mình không sai thì cái phục sau cũng cái dạng là bình khí nén thì đến từ là Racing Post Barocca. Cái phần ống xả Malaxy ti thầm nhớt ốp quạt gió cũng được thay đổi hoàn toàn mới tạo ra cái sự nổi bật cho con xe. Chân chân bộ mâm là Maru, chất liệu CC nguyên khối trọng lượng cực nhẹ, độ cứng cáp được đảm bảo một cách là tuyệt đối nhằm đem lại sự an toàn hơn cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã dẫn này, tiếp nhớ like và subscribe.